Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hồi trước thì chúng ta đã biết đến một khẩu súng khá là dị, đó chính là Katgun. Và hôm nay thì anh em cũng biết rồi, đây là con gì? Vâng, một con cờ hó đội lốt súng, ok. Và đây là Doggun, chất chơi người rơi. Và khẩu này thì hình như là các bạn cần phải nạp tiền. Thì mình không nhớ là nạp bao nhiêu. Ông thấy thằng bạn mình bảo là nạp 12 tệ nữa là tao múc được con này, nhưng bây giờ tao không có tiền. Thế thôi, đây là mình mượn được của một bạn giấu tên, bạn ấy bảo là giấu tên không cho nói thì thôi mình sẽ giấu tên nhá. Ok, úi trời ơi, khẩu này thì bắn rất là bá, cứ sấy vào đầu thôi, nó không khác gì đam con Katgun cả, nó giống nhau cả, giống nhau từ cái dòng súng SMG đến cái xoa xoa vào người con cờ hó này để thay đạn. Đấy, con này chúng ta có thể gọi là một con cún đi. À, anh em hay gọi cái động tác xoa xoa như này là sàm sỡ con cờ hó này. Đúng rồi. Úi dồi, sao không lên được này? Lên nào, lung linh là phải lên luôn. Vâng, lên nóc nhà là bắt con gà. Hôm nay chúng ta cầm chó lên bắt gà. Thấy rồi. Tơ làm gì đấy bạn tơ ơi? Sao lại có một cái động tác cực kỳ là phản cảm như thế được nhở? Vâng, người ta thì cố gắng đi cào cấu, cào lấy, cào để. Vâng, bạn ấy thì ngồi một chỗ thôi. Vâng, không biết bạn ấy hưởng thụ cái gì. Chắc là đang ngồi xuống quay tay, lấy cái thân to, xác to ra che cái động thái, động tác cực kỳ là đồ trụy. Thằng này lên đây làm gì? Mình xuống rồi, biết ngay, không nên đứng một chỗ nha bạn. Cái chỗ nào mình đứng lâu quá ấy, kiểu gì nó cũng có cái đường để móc lên thôi nha mà. Thế chúng ta cứ đi linh quanh đi. Còn ba thằng chuẩn bị có hero rồi. Trận đầu tiên mà cái xác suất làm hero thì nó rất là cao, còn cơ bản là chúng ta có thể sống được không thôi. Rồi chúng ta cứ bắn bình tĩnh thôi. Chúng ta lấy hero chứ không phải là hổ báo làm cái gì. Nhặt đạn nào. Ui, khẩu này thì rất là nhiều đạn, quá là nhiều đạn luôn. Sấy một hồi là mau hết lắm. Nên các bạn đi nhặt hòm đi. Trong hòm thì có rất là nhiều hòm có thể bút đạn cho chúng ta. Hỏi hết giờ rồi. Sao lại không có hero nhở? Thằng kia quay tay căng thế. Bạn không hết đạn à? Mình bắn khẩu này mình còn hết đạn. Thằng kia nó bắn không hết đạn thì đúng là ghê. Chứ nó cầm 6 nòng rồi. 6 nòng thì mới sấy từ đầu trận đến cuối trận như thế thôi. Chứ thực sự mấy khẩu mà rifle, SMG thì nó nhanh lắm. Sấy một băng, từng băng một ra đi. Á đồ mệnh hay lắm đêm à. Không sao, chúng ta sẽ làm chân dài đi múa cột khắp map. Này rồi, nó lên thế này. Úi xổ ơi, bà Z này. Thằng này còn không biết nữa luôn. Vãi xoài. Bọn thẩm du hay thật ấy. Nó không cần biết những gì xung quanh, nó chỉ cần ngắm vào những cái thằng ở dưới sân là được rồi. Gì đây? Đua TMP à? Hay lắm. Tao sợ chúng mày quá cơ. Úi dồi ôi, càng thế. Bàn thờ rất là đông nhá. Mình sẽ giết mấy cái thằng vây cánh này. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với những cái thằng chủ chốt, anh em hiểu không? Đấy, bây giờ còn chủ chốt thì chúng ta chỉ cần thịt thôi. Hiếp, hiếp và hiếp. Này thì đúng vậy. Úi dồi ôi. Úi dồi, đau quá, té thôi anh em ấy. Nó chém đau lắm. 36 kế, chuồn là thượng sách. Còn 82 tiết thôi. Chúng ta hãy bình tĩnh. Đứng một chỗ. Vâng, anh tơ bất lực ghê. Bạn tơ chả làm cái gì. Cũng có hero. Anh em nó gánh hết rồi. Đây hỏi, thằng này yếu lắm rồi. Yếu lắm rồi. Yếu lắm rồi con lợn này. Ôi giời ơi. Định mệnh. Nó yếu lắm rồi. Bắn được không? Bắn được không? Vâng, vũ điệu bút cu huyền thoại. Vâng, như thế thì nó sẽ bắn không trúng mình như sao ấy. Mình cảm giác là như thế. Mình đã thành công rất là nhiều lần. Chúng ta cứ áp dụng thôi. Một lần mà thành công ấy thì những lần khác thì sẽ đầu xuôi mà đuôi lọt thôi. Làm zombie đi. Úi dồi, quả bom huyền thoại sẽ tác động cho chúng nó. Ui, làm thật kìa. Vãi xoài. Không thể tin được. Thế không tin được.
Ok, bàn thờ chính thức thất thủ. Anh em cứ vùng vẫy đi. Ôi, không có thằng nào thẩm dung như này mà không cào được thằng nào thì đúng là chán thế. Rồi, đam vào người thì hơi yếu. Các bạn cần phải bắn headshot cơ. Chứ còn vào người thì chẳng qua ai kiểu mỗi chỉ inox thôi, không ăn thua. Rồi, rồi mới lấy cái đầu qua cái tí thôi, thiên nhiên đã lượn qua lượn lại chả thấy đường nào, cho mình sẽ té thôi. Đừng ở đây làm cái gì, cho bọn rồng non nó lên nó cào sạch cái bọn trên này. Mong là có hero. À, định mệnh đi xuyên tường kìa, quái xoài. Chắc thằng này bị lag, không bị khựa mà cũng lag nữa ta. Tư cấu vậy. Ui dồi ôi, ui bắn không kịp. Vãi, nhanh thế. Cầm gắt linh như thần ý. Đẳng cấp vét máng thì nó phải gọi là nó đi vào huyền thoại luôn rồi. Thầy ơi à, mình sẽ bắn chết chứ không cận chiến nhá. Thực sự bắn chết thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Tại vì đây là một khẩu SMG mà. Cover cận chiến thì cũng ok, nhưng mình thích bắn chết hơn. Tại vì mình đang test súng mà, chứ không phải test cận chiến đâu. Cận chiến thì dù mình chém thì các bạn xem nhiều lắm rồi. Úi số chạy đường nào cho nó thoát bây giờ. Không còn đường nào để mà thoát. Chỉ đường đường vào tim. Rồi đường vào tim một cô gái nào đấy. Ok. Cực kỳ loang giá luôn. Úi số ơi, khó lắm. Hủy diệt ơi. Chấp bạn mấy nghìn máu luôn. Cần tất. Ok. Con khẩu này dã vào đầu nó dễ lắm anh em ạ. Ui hết đạn rồi. Ôi có 357 mệnh vậy. Ui biến luôn. Mệnh nhưng hơi bị ít đạn. Con quả này mà ép lên 11 viên thì bá. Lung linh là lên luôn này. Thích đúng không? Xuống đây. Xuống đây. Ui trời ơi. Bật kỹ năng đặc biệt nữa. Ghê nhờ. Ui trời ơi. Rồi may đấy. Úi rồi tơ. Úi rồi xong rồi. Úi rồi. Thằng tơ nó căng thế. Nó không cần di chuyển, nó đứng một chỗ thôi nó cũng đủ giết mình rồi. Bằng nó cào xa quá. Thằng tơ là cái thằng nó cào ảo nhất mà. Đến cái thằng quay tay này nữa. Đậu xanh. Những cái thằng quay tay là những cái thằng chuyên có hero ấy. Hiện tại cái arc này thì được 69 viên. Cũng được. Vẫn con số 69. Mắc đẹp luôn. Vâng, chủ hàng hay nhở. Biến hero đấy. Úi dồi ôi. Bãi xoài, mình ném bom đi đâu. Mình tính ném thằng kia mà nó lại bay lên thùng hàng. Bãi xoài. Thế là thằng thùng hàng lại chết. Quả bom huyền thoại. Mình ném thằng nào thằng đấy làm dùm bay. Hư cấu. Ủa ôi, thôi té. Ơ, cái định mệnh. Bãi xoài. Cái quả đấy bị mất giáp kìa. Đùa thật. Mình bay rồi chứ. Chắc là bị lag. Không sao. Ping hiện tại cũng khá là cao. Ôi rớt rồi. Ui, nhưng không sao. Cầm SMG chạy rồi mai nó sướng lắm. Cái tiếng của khẩu súng này như kiểu chơi cái gì. Mình rất là liên tưởng đến một cái tựa game mình đã chơi qua hay là một bộ phim gì đấy. Nghe rất là buồn cười. Thế thôi. 36 ghế. Cứ chuồn đã rồi tính. Ê, tơ úi dồi, tơ đi đâu ấy. Lạc đường à tơ. Vâng bạn lạc vào đây thì bạn xong rồi. Ơ kìa. Chạy đâu ấy. Chắc nó vào nhà rồi. Thôi vào đấy thì em cũng xin quỳ. Đừng quả vào nhà. Úi dồi ôi. Thẩm du để nó. Cái thằng hàng fake. Thằng mực fake nó quá. Nó cào thế kia thì ghê nhở. Thằng tơ nó lên móc trên cái chỗ mình đứng. Quá xoài. Hay lắm DM. Một bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc. Mình biết bạn đi vào đấy. Ôi tôi xong rồi.
Sorry to wait.